chào đón các em đã đến với bài học bảng nhân 3. Qua bài học này thì các em sẽ biết cách lập bảng nhân 3 và thuộc bảng nhân này, thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3. Đầu tiên các bạn quan sát ở đây cô có 3 chấm tròn. Vậy thì 3 được lấy một lần, ta sẽ viết là 3 nhân 1 và mình đếm được ở đây có 3 chấm tròn. Cho nên mình nêu được kết quả của phép đếm này sẽ bằng 3. 3 nhân 1 bằng 3. Tiếp theo, cô lấy 3 chấm tròn, sau đó lấy thêm 3 chấm tròn nữa. Vậy thì 3 được lấy 2 lần, ta viết là 3 nhân 2. 3 nhân 2 sẽ bằng 3 cộng 3. 3 cộng 3 thì bằng 6. Vậy 3 nhân 2 sẽ bằng 6. Tiếp theo, cô lấy 3 chấm tròn, lấy thêm 3 chấm tròn và 3 chấm tròn nữa. Như vậy là ở đây cô đã lấy 3 lần 3 chấm tròn. 3 được lấy 3 lần, ta sẽ viết 3 nhân 3. 3 nhân 3 có kết quả bằng bao nhiêu? Để biết được kết quả của phép đếm này, chúng ta sẽ lấy 3 cộng 3 cộng 3. 3 cộng 3 cộng 3 thì bằng 9. Vậy 3 nhân 3 sẽ bằng 9. Các bạn thực hiện những bước tương tự như vậy thì các bạn có thể tìm ra được kết quả của những phép đếm 3 nhân với 4, 3 nhân 5, 3 nhân 6 và tương tự tới 3 nhân 10. Thực hiện giống như cô đã hướng dẫn, các bạn có thể viết kết quả như sau. 3 nhân 4 bằng 12, 3 nhân 5 bằng 15, 3 nhân 6 bằng 18, 3 nhân 7 bằng 21, 3 nhân 8 bằng 24, 3 nhân 9 bằng 27 và 3 nhân 10 bằng 30. Vậy là qua những gì các bạn vừa thực hiện là các bạn đã lập được bảng nhân 3. Đây là bảng nhân 3. 3 sẽ được nhân với các số liên tiếp lần lượt từ 1 cho tới 10. Và khi lập được bảng này rồi thì chúng ta cũng biết được kết quả của những phép đếm này. Các bạn cần học thuộc ghi nhớ bảng nhân này để mình có thể ứng dụng được vào trong tính toán. Để khắc sâu hơn những kiến thức mình vừa được học, mời các bạn làm bài tập 1 tính nhẩm. Chúng ta vừa được học 3 nhân 3 bằng 9, 3 nhân 5 bằng 15, 3 nhân 9 bằng 27. 3 nhân 8 bằng 24, 3 nhân 4 bằng 12, 3 nhân 2 thì bằng 6. Tương tự 3 nhân 1 thì bằng 3, 3 nhân 10 bằng 30, 3 nhân 6 thì bằng 18 và 3 nhân 7 thì bằng 21. Đây là kết quả của những phép tính. 2. Một nhóm có 3 học sinh, hỏi 10 nhóm như vậy có tất cả bao nhiêu học sinh? Qua bài toán này, những gì chúng ta biết được thì chúng ta tóm tắt như sau. Một nhóm 3 học sinh, 10 nhóm chấm 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 học sinh. Vậy thì chúng ta có thể tìm được số học sinh 10 nhóm bằng cách lấy 3 nhân 10, vì ở đây này số lượng học sinh trong mỗi nhóm là giống nhau. Mà có 10 nhóm như vậy thì mình sẽ nhân với 10. Và mình đã được học 3 nhân 10 thì bằng 30. Cho nên số học sinh 10 nhóm là lấy 3 nhân 10, tìm được kết quả bằng 30. Đơn vị là học sinh, đáp số 30 học sinh. 3. Đếm thêm 3 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Số đầu tiên là số 3, thêm 3 thì mình được 6, thì mình sẽ viết 6 ở đây. 6 thêm 3 thì được 9, thì mình sẽ viết 9. Tương tự như vậy thì 9 thêm 3 bằng 12, mình viết được số 12. 12 thêm 3 thì bằng 15. 15 thêm 3 thì bằng 18. 18 thêm 3 thì bằng 21. Cho nên là mình viết đến đây là mình thấy 3 số này mình đã viết đúng rồi này. 21 thêm 3 thì bằng 24. 24 thêm 3 thì bằng 27. Và 27 thêm 3 thì bằng 30. Các bạn có nhận xét gì về những số này không? À, những số này giống kết quả của những phép tính trong bảng nhân 3 có đúng không? Bây giờ mời các bạn mở IC Book ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức mình vừa được học. Hãy mở IC Book vào bài tập toán 2 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 93, bảng nhân 3. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Tính nhẩm. Để làm bài, các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Các bạn đã được học bảng nhân 3 rồi, cho nên dễ dàng tính nhẩm được kết quả của các phép tính này như sau. 3 nhân 10 sẽ bằng 30. Làm bài xong, nhớ kiểm tra. Hoan hô, bé giỏi quá. Cô đã làm đúng rồi, và cô tin là các bạn cũng sẽ thực hiện rất tốt bài tập này. Hãy nhấn vào nút tiếp tục để hoàn thành những phép tính còn lại. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình, sau đó thực hiện bài 2. 2. Mỗi can có 3 lít nước mắm. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? Mình biết là mỗi can đều có 3 lít nước mắm. Cho nên là để biết được 9 can như thế có bao nhiêu
lít nước mắm, chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Chúng ta sẽ lấy 3 là số lượng lít nước mắm trong mỗi can, nhân với 9, 9 là số lượng can, là để tìm ra được kết quả có tất cả bao nhiêu lít nước mắm. Các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Thực hiện giải bài toán như cô vừa hướng dẫn, thì ở đây cô vừa hướng dẫn là lấy 3 nhân 9. 3 nhân 9 các bạn đã được học, thì 3 nhân 9 bằng 27. Cho nên đáp số ở đây sẽ là 27 lít nước mắm. Làm bài xong các bạn nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Sau đó thực hiện bài 3. 3 đếm thêm 3 rồi viết số tích hợp vào ô trống. Để làm bài các em hãy nhấn vào nút học sinh làm bài. Việc của chúng ta là đếm thêm 3 để viết được số thích hợp vào ô trống. Thì 3 thêm 3 sẽ được 6 này. 6 thêm 3 được 9, chứng tỏ mình viết số 6 ở đây là đúng rồi. Vì số 9 ở đây là số người ta cho sẵn này. 9 thêm 3 được 12, 12 thêm 3 được 15. Tương tự thì 15 thêm 3 sẽ là 18. 18 thêm 3 sẽ là 21. 21 thêm 3 được 24. 24 thêm 3 là 27. Và 27 thêm 3 là được 30. Như vậy chúng ta đã làm xong bài 3. Làm bài xong các em nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Rồi thực hiện bài 4. 4 số. Để làm bài các bạn hãy nhấn vào đây. Ở phần A, 2 x 3 thì bằng 3 nhân mấy nào? À, các bạn đã được tìm hiểu tính chất giao hoán trong phép nhân rồi. Thì mình biết là 2 x 3 bằng 6 và 3 x 2 cũng bằng 6. Cho nên chúng ta sẽ viết số 2 vào ô trống này. Tương tự như vậy thì ở phần B, 2 x 9 bằng 3 nhân mấy? À, 2 x 9 thì bằng 18. Vậy thì 3 nhân mấy bằng 18 nhỉ? Chúng ta nhẩm và tìm ra được 3 nhân 6 bằng 18. Cho nên mình sẽ viết số 6 vào vị trí này để có thể điền một số thích hợp vào ô trống. Hãy làm bài như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong các em nhớ nhấn vào nút kiểm tra để xem thử mình làm bài đúng chưa. Nếu chưa đúng các em có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn.